Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh sách hồ sơ quản lý các dự án công trình đã được giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án nhưng không sử dụng đất 12 tháng liên tục, hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định của pháp luật đất đai. Qua đó đã phát hiện nhiều dự án vi phạm dù được đôn đốc tiến độ nhiều lần. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 19 dự án được giao đất nhưng không triển khai thi công, trong đó tại thành phố Hạ Long có 6 dự án, thành phố Móng Cái có 5 dự án, thành phố Uông Bí có 1 dự án, thành phố Cẩm Phả có 1 dự án và thị xã Đông Triều có 1 dự án. Đối với 19 dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đăng tải trên cổng thông tin điện tử theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã thu hồi 456 dự án với tổng diện tích là hơn 13.000 ha. Quốc lộ 19 là tuyến đường quan trọng nối Tây Nguyên với miền Trung. Dự án nâng cấp quốc lộ 19 có tổng vốn đầu tư là hơn 3.600 tỷ đồng, khởi công từ năm 2021, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, dự án này đang gặp khó khăn về mặt bằng và mỏ đất phục vụ thi công, có nguy cơ chậm tiến độ và thay đổi nhà thầu. Hiện giá trị sản lượng toàn gói thầu của dự án nâng cấp quốc lộ 19 qua tỉnh Gia Lai chỉ đạt trên 45% khối lượng, chậm khoảng 12% so với tiến độ điều chỉnh. Nhiều nhà thầu chưa huy động đủ thiết bị, tài chính và nhân lực để triển khai thi công kịp tiến độ. Đặc biệt là các gói thầu XL04A, gói XL06, XL07 chậm triển khai công tác thảm bê tông nhựa, có nguy cơ không hoàn thành tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án 2, mục tiêu đặt ra là tối thiểu phải hoàn thành toàn bộ hạng mục bê tông nhựa C19 trước mùa mưa Tây Nguyên vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 trên toàn tuyến thuộc địa bàn Gia Lai. Trên địa bàn của tỉnh Gia Lai thì còn vướng một số vị trí không nhiều nhưng mà cũng đang rất là vướng mắc, dẫn đến việc là khó khăn trong việc thi công. Cái này thì phía ban cũng đang phối hợp với địa phương để mà tuyên truyền, thuyết phục và cũng như là hỗ trợ cho các hộ dân tối đa theo cái chính sách có được của chính phủ Việt Nam để mà sớm giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng cho nhà thầu để hoàn thành. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị tỉnh Gia Lai giải quyết vướng mắc về mặt bằng và mỏ đất cho dự án. Ban Quản lý Dự án 2 cũng đã đôn đốc các nhà thầu phải tăng cường thi công, tránh làm chậm tiến độ chung. Dự án nâng cấp quốc lộ 19 qua Gia Lai không chỉ mang lại lợi ích cho giao thông và phát triển kinh tế của tỉnh, mà còn góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên với các tỉnh ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội, từ ngày 3 tháng 6 sẽ quay rào lòng đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội để phục vụ thi công 8 vị trí giếng, hố ga thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Đoạn lòng đường Nguyễn Trãi được quay rào là từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến điểm giao Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, thời gian thi công khoảng 8 tháng. Ban Quản lý Dự án cho biết sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung ưu tiên nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả lòng đường cho người dân đi lại.